con mẹ này bây giờ là nó bơi không nổi nữa bạn. Nó đang có bầu, không bơi đâu nổi đâu. Bạn thấy không, bụng nó cũng khá to rồi này. Mình bây giờ mình không biết là nó bị tắc đẻ hay là bị sao, nhưng mà nó bơi không nổi nữa rồi. Nhưng mà để mình xem thử, mình sẽ nặng cái con ra đó, mà thấy không, cái rồi nặng cái con của nó ra, để nếu mà cứu được con đó thì sẽ cứu ha, chứ còn cá mẹ thì mình nghĩ nó cũng không sống nổi đâu. Mình nặng cái con nó ra. Ồ, cái con của nó đã bơi được rồi các bạn. Cá bảy màu đôi khi nó cá bảy màu đôi khi nó bị tắc đẻ như vậy các bạn. Mình cũng gặp nhiều trường hợp như thế này, nhưng mà có hồi thì mình cứu được con, có hồi thì không. Do cái tuổi của con cá con á, nó lớn hay chưa nữa. Còn nếu mà nó còn non quá, nó còn trong cái noãn á, trứng á, vậy cái trứng mà gọi là cái noãn á, thì nó sẽ không sống nổi, nó chưa đủ tháng các bạn. Bây giờ mình sẽ thử nặng ra, nếu mà cứu được con nào thì sẽ cứu thôi, chứ còn cá mẹ thì mình nghĩ nó không qua khỏi đâu. Đây này, như có con này này, con này nó con này thì khả năng là những con này thì mình thấy cũng to rồi, do con cá này thì nó cũng lớn tuổi rồi các bạn, thì nó sẽ lớn tuổi rồi, cho nên là nó sẽ cái con của nó rất là to, nên là khả năng thì các con sẽ được sống thôi. Nó nghỉ ngơi một tí. Mình sẽ nặng hết ra thử xem thấy coi. Nhưng mà may mắn thì khi có con nó ra hết á thì mình cũng sẽ cứu được cá mẹ. Con mà nó thẳng thẳng như thế này thì khả năng nó sống. Đây là chắc cứu các con được rồi các bạn ơi, không biết là con qua nổi không nữa. Thì nếu mình không đưa các con ra thì cá mẹ nó cũng sẽ chết à. Mình cũng gặp mấy cái trường hợp này rồi, nếu mình không đưa ra thì cá mẹ nó cũng chết, đôi khi là phải mổ bụng lấy. Nhưng mà bơi nổi không ạ? À?
Bông nó xẹp rồi đó em ơi. Sẽ không qua nổi. Tại vì sáng giờ mình thấy nó đã nằm im rồi các bạn. Không cứu vãn nổi đâu. À, các con của dưới này. Đó, có những con nó chưa. Có những con thì nó ra rồi. Nó ra khỏi cái noãn rồi. Như vậy á, nếu mà cá mẹ nó đẻ, nếu với cái tình trạng như vậy á, cá mẹ mà nó đẻ thì khả năng các con nó vẫn sẽ sống. Đó. Chứ tại vì khi mà có những con cá nằm trong cái noãn á, thì nó sẽ không sống, nhưng mà những con mà nó đã bung ra rồi á thì nó sẽ sống. Rồi mình sẽ cho cá mẹ nó nghỉ ngơi đi ha. Nghỉ ngơi đi, ngồi ở đây đi. Các mẹ nó bơi. Đó. Nó bơi cũng không nổi luôn các bạn. Khả năng là đó 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 rồi. Có một cái tín hiệu tốt là cái con này nó đã bơi được rồi này, thì để chờ một thời gian nữa xem những con cá con này nó có thể tự bơi được không. Vì thường khi đẻ ra là nó sẽ nằm im một chỗ như vậy á, trong một thời gian ngắn thì nó mới bơi lên được, nó ngay ngắn bắt đầu nó mới bơi được, nên là mình cũng chưa biết là nó có sống hay không. Nhưng mà khả năng là cái con nó vừa mới bơi này, thì con này thì nó sống được, thì mình hỗ trợ nó rặn ra thì mình nghĩ là cũng sẽ được phần nào ha. Đó. Ok các bạn. À, thì đó là cái cảnh mà cá nó bị tắc đẻ các bạn. Mình nghĩ là vậy. Đó. Mình sẽ hỗ trợ nó như thế. Chứ còn không thì cá mẹ nó cũng sẽ chết thôi. Đó. Thì mình xin kết thúc video tại đây nha. Tại vì nếu mà nó sống được thì tốt ha. Rồi ok bạn, chào bạn nha. Nhớ đăng ký kênh, like, share và đăng ký kênh để xem những video mới hàng tuần của mình nha.